Phương pháp 1. Giúp một chú mèo mới quen với giao tiếp. 1. Giúp mèo tiếp xúc với xã hội càng sớm càng tốt. Để xây dựng một mối quan hệ bền vững với mèo, bạn cần phải đảm bảo mèo cảm thấy thoải mái khi ở cạnh con người. Tập cho mèo giao tiếp xã hội từ sớm là việc rất quan trọng đối với mối quan hệ của chúng với con người sau này. 2. Kiên nhẫn với những chú mèo trưởng thành. Nếu mèo của bạn đã trưởng thành, bạn cũng đừng từ bỏ hy vọng. Bạn vẫn có thể giải quyết được việc này. Những tương tác tích cực cũng mất thời gian nhất định khi bạn muốn kết thân với một chú mèo ở độ tuổi bất kỳ. 3. Tạo môi trường sống thoải mái cho mèo. Mèo sẽ không chịu giao tiếp nếu không cảm thấy an toàn và thoải mái. Hãy tạo ra một môi trường yên tĩnh và không có mối đe dọa nào khi bạn mang về nhà một chú mèo mới. 4. Giữ khoảng cách vừa đủ. Đừng kề kề ở bên mèo hoặc vồ vập mèo mọi lúc mọi nơi. Bằng cách bình tĩnh và giữ khoảng cách, bạn sẽ thể hiện cho mèo thấy rằng bạn không nguy hiểm và mèo không cần phải sợ bạn. 5. Sử dụng thiết bị khuếch tán pheromone để trấn an một chú mèo đang sợ hãi. Chúng có chứa một loại pheromone mà mèo tiết ra khi bình tĩnh, mà nhờ đó nó sẽ giúp một chú mèo đang sợ hãi cảm thấy yên tâm và thư giãn. 6. Nhẹ nhàng vuốt ve mèo nếu mèo mời gọi bạn. Mèo rất dễ bị quá khích và chúng sẽ trở nên sợ hãi hoặc đề phòng nếu bạn cứ cố thể hiện tình cảm lúc mèo chưa cho phép. Hãy đảm bảo mèo sẽ liên hệ với bạn một thứ tình cảm dịu dàng và chừng mực thay vì sợ hãi. 7. Bế mèo khi mèo cảm thấy thư giãn. Hãy cứ vuốt ve mèo chừng nào nó còn cảm thấy thích thú, sau đó hãy bế mèo lên và mang mèo tới một nơi có nắng đẹp hoặc cho mèo đồ ăn. Nhờ đó bạn sẽ giúp mèo nghĩ rằng được bế là một việc tốt. 8. Tìm tới sự can thiệp y tế khi đã hết cách. Những chú mèo trưởng thành nhút nhát hay sợ hãi có thể cần được kê thuốc để giúp thúc đẩy quá trình làm quen. Hãy trao đổi với bác sĩ thú y nếu mọi cách làm trên đều không tác dụng. Phương pháp 2. Xây dựng một mối quan hệ tích cực với mèo. 1. Đảm bảo rằng bạn là người cho mèo ăn. Khi mèo đã quen với sự hiện diện của bạn, bạn có thể bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tích cực. Thức ăn là một động lực tuyệt vời và bạn nên là người mà mèo liên hệ với đồ ăn. Việc này sẽ giúp mèo liên hệ sự hiện diện của bạn với những điều tích cực. 2. Triệt sản cho mèo. Mèo sẽ gắn bó với bạn hơn nếu không bị bản năng kết đôi với những chú mèo khác chi phối. 3. Trò chuyện với mèo. Thường xuyên nói chuyện với mèo bằng một giọng nói bình tĩnh và không đáng sợ. Tông giọng và các cử chỉ của bạn sẽ mang lại cho mèo một thông điệp. Hãy thực hiện sao cho thông điệp đó toát lên vẻ thân thiện. 4. Chơi với mèo. Khi mèo đã cảm thấy đủ thoải mái để tiếp cận bạn, bạn có thể nhử hoặc buộc đồ chơi vào sợi dây để dụ mèo chơi cùng. Không phải lúc nào mà cũng muốn chơi với bạn, vì thế hãy tận dụng mọi cơ hội để trở nên gắn bó với mèo hơn. 5. Giữ vệ sinh cho mèo và chậu cát. Mèo sẽ hài lòng khi có một bộ lông và môi trường sống sạch sẽ. Thường xuyên dọn chậu cát cho mèo để mèo không phải sử dụng chậu cát quá bẩn. Một chậu cát bẩn sẽ khiến mèo khó chịu và không vui, và mèo sẽ phản ứng xấu với điều đó. 6. Giữ cho mèo khỏe mạnh. Mèo có thể xa lánh hoặc trốn tránh bạn nếu có vấn đề về sức khỏe. Hãy đưa mèo đi khám sức khỏe định kỳ. Liên hệ với phòng khám nếu bạn nhận thấy những thay đổi đáng kể trong sức khỏe hoặc hành vi của mèo. 7. Nhận ra những dấu hiệu tình cảm. Ai cũng biết rằng rên gừ gừ là dấu hiệu cho sự hài lòng của mèo. Có thể bạn chưa biết, nhưng một cái chớp mắt chậm rãi của mèo cũng là dấu hiệu của sự hài lòng và chấp nhận.